Hello quý vị, hôm nay em đi xe ba gác nha quý vị. Đó, ok. Hello quý vị. Đoàn xe của em là quý vị. Khi nào mà gớt điện thoại là em quý vị. Trời ơi, bên đây đưa đi đưa dâu. Đưa cô dâu. Cô dâu này chưa có bố thật, cô dâu này có cái đinh. Còn cái son chưa có làm cái son. Năm sau mới đi Thái làm cái son. Trời ơi. Anh vui đang bụng quá. Xe này chở với tôi đó nha đó. Đó, bên em ra vườn vòng vòng mình quay cho bạn coi nha. Trời cảnh dưới quê thấy ha, yên bình yên quá hen. Vườn vũ sữa đỏ. Trái chín bung lụa chân nè mấy bạn. Đây nè, trước mặt mình là cái mít nha, mà cái mít ruột đỏ luôn nhưng mà chưa có trái. Đây nè, quả na có bông rồi nè. Về vườn nè ha. Giờ này mát mát mình mới ra mình quay cho mấy bạn coi nha. Thấy mấy cái vú sữa thích quá không? À, thấy không? Trái quá trời luôn. Trái cóc. Yên tĩnh nè, nó cái thằng ruột. Ở chỗ mình đang nhậu là bên đó đó bạn. Ở đó, ta chỗ mình đang nhậu không? Em thằng ruột nè. Về Việt Nam nè đó, bà ba. Giờ hỏi cách làm hến sao nè. Hello mấy bạn, đây là mấy con hến nha mấy bạn. Cách mình làm hến sao thím có thể chỉ con sơ được không vậy? Nè, mình bắt nước sôi rồi cái đổ vô, cái nó sôi lên cái mình vớt, cái cây đâu. Là có con hến nó nổi ra, còn cái ốc nó gớt lại hả? Cái vỏ nó gớt chìm lại. Thịt nó xuất ra nổi lên rồi mình vớt. Mình ăn cái thịt đó, mình ăn cái vỏ. Ăn cái này nè. Ăn lá căng này nè. Cái này để me đồ. Đó đó, vớt cây đúng rồi đó, đó nè. Mình vớt gì nè, cái mình hồi cái mình để nước trong nó lóng trong lại cái mình rửa lại. Dạ mình rửa bằng nước ấm luôn hay là nước lạnh? Mình rửa nước này luôn. Nó cho nó ngọt. Lần đầu tiên con mới biết này luôn á, chứ hồi đó giờ con biết ăn không? Ở Sài Gòn là biết ăn không đó. Ở chảnh mua phẩm. Không chứ làm gì có. Thành phẩm. Ở lần đầu tiên đây đi trải nghiệm như hồi đó giờ mình ăn không nha mấy bạn. Con hến có con bự nè, phải hến luôn ha thím, hay là con chép? Con nó chan chan, chan chép. Tụi bà nội đoạn nói lớn như khán giả tôi nghe. Bà nó còn lùng ngâm nữa. Rồi đó mấy bạn biết kỹ thuật làm hến đó nè hen. Nay tôi chia sẻ với mấy mẹ luôn rồi đó. Giờ tôi biết cái này lát mình làm món gì ăn ngon. Món này biết con vô, này con. Vô mấy muốn ăn gì đó làm chế biến. Bà thường ở nhà thím ăn món gì? Làm gỏi, gôi, bánh tráng rồi gì. Rồi cũng bánh tráng xuất sắc. Cho nó phải làm nước chấm ngon. Ngon. Còn ở miền Trung ta ăn là súp bánh đa. Vậy đó hen. Mình đây làm gỏi, mình gói, đợi cho nước nó trong rồi cái mình rửa lại. Bánh thì chuối. Đây thành phẩm. Bé này bé gì? Bé cô tỏi. Hello con, mình là bạn. Đây nào. Trăng thanh gió mát không? Vùng quê đó. Ê xoài này lát chấm ngon lắm nè chị Lộn. Mấy trái non non gì thế vậy ngon lắm nha chị Lộn. Mấy bạn muốn thấy mình không? Rồi. Đây là toilet công cộng. Đây mình qua đây mình quẹt cái trái ly kima cho bạn coi nha. Cái ly kima hay gọi là trái lục mức á. Đây. Mua ly kima được. Mình quay vậy mình quay sao không được thành mình lần đầu tiên mình biết quay kiểu ngược lại vậy nè. Đó, tươi không? Tươi xanh không? Trời em bật cái máy cho nó quay ngay em bẻ đâu nó bẻ đó, bởi vì em để vô lấy ly kima đâu nó lê kima. Nè em bật cái điện thoại quay nó quay theo cái điện thoại, cái bật kêu ly kima đâu nó vô đâu nè, giờ em phải chuyển qua vậy nè. Đó. Đó cái điện thoại em quay đâu là cái điện thoại quay đó. Ủa tại vậy? Em chỉnh. Thế là gì em bẻ cái ly kima đâu vô. Nó nói hai người ta em thôi mà. Đó, giờ mình quay vậy nè. Mình quay giờ mình nói chuyện dễ hơn. Đó.
lát mình chỉnh lại mới được mấy bạn ơi nè. Cái lùng mức cái ly cơm ma người già ăn tốt lắm nha. Trải qua chè trái. Trời ơi quá ngon, quá xuất sắc cá đồng phải không? Cá đồng mà nướng muỗng dùa, nướng muỗng dùa dưới quê là xuất sắc rồi. Quá trời còn kiệt quá. Nè nè thấy cái này không? Nè hồi xưa tao có câu đố sao xương. Ông nằm dưới, bà nằm trên, ông xỏ cu lên, bà rên ồ ồ là cái cối xây bọt. Ồ mấy má há họng ra hết trơn rồi nè. Trời ơi trời, đồ quỷ xứ. Nè bà Sương nè, gái miền quê. Tôi đang quay diễn cảnh là con này ngang qua cái con này bự quá. Rồi à, con này ăn cái ruột tới luôn, tới nái luôn á. Con lát lọc cho chấm với gì vậy? Cơm này quý vị. Lật ngang qua cái thằng. Đó. Đưa nha chín không nổi. Đây mắm này ăn với cá hết thường. Ủa này ăn cái gì? Mắm tép cũng được luôn mà ăn được mắm tép ngon hơn. Rau được. Mắm nước mắm men ngon hơn. Cặp với mắm tép. Vô luôn mọi, vô mọi người, ngồi kia không thấy đâu, thấy mình con đây à. Bánh tráng rồi, nãy thấy có bánh tráng mà. Đây cá lóc mình mới nướng xong nha quý vị. Đó, tươi quá mọi người. Ngon. Quá xuất sắc. Cái gì nữa, gì nữa. Thôi phải ăn, tính ăn chứ. Quá xuất sắc nè. Ngon quá, ngon quá. Ê, cái món này lạ nè. Nay ăn gì? Bà Lộc. Khoan, xúc cái hến này nè. Nào, đó đúng không? Còn xíu này ăn gỏi đúng không? Nè, hến xúc bánh đa. Cắm gì Lộc? Còn trái nha. Mà cắm gì? Phải cắm ha. Không chua. Mời. Con ngồi đi rình, con ngồi đi không có dính không? Hôm nay nhiều món quý vị ơi, một cái mình ăn chút chút với mấy bạn coi thôi nha. Trời ơi, múc chén, cầm cái dĩa ăn bên đây ta nhìn thèm chứ. Cho không quay đi. Ông qua đây ngồi đi. Con xúc rồi nè. Ủa mỡ đó giờ mà có ăn này không, mỡ xúc bánh đai nè. Thèm quá ăn. Ngon quá, ăn đi. Rồi xong rồi đó. Được rồi, nè. Con thích ăn cá à? Ra nó ngồi đi. Ủa này gỏi này ăn sao ta? Bà Lộc ơi chị. Lộc ơi chị. Nó ăn sao ta? Nó chắc mắm chua quá. Gỏi á, nó làm gỏi á. Gỏi thì mình chấm mắm chua đúng không? Vừa không? Ủa nhớ rồi là Lộc có bánh tráng nữa rồi hả? Dạ, có bánh tráng trong ly nè. Ai gỏi, chấm mắm chua. Gỏi bánh tráng mà. Ủa, bánh tráng hả? Con nhận rửa nhỏ hả? À, gỏi này chấm bánh tráng mọi ơi. À, có nghĩa là gì nè. À, vậy nó vô đây nè, ăn bộ. Rồi lâu lâu mới ăn lại cái này. Đó, Sài Gòn mới có ăn này chứ, Trà Vinh mình cũng ít có ít ăn này nè nữa. À, hến. Hến này hãy làm gỏi nha, chấm nước mắm chua nha quý vị. Thôi anh Huy uống đi anh Huy. Lát đẹp trở về. Ừ. Anh trở về là sáng anh để anh hai em ở nhà rồi. Nè lấy cuốn cho ăn nè. Ngon 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 mà ơi. Ngon. Cuốn nó nha quý vị. Xin lỗi nha. Ăn này không quý? Ủa, đừng ăn cái này. Ngon ngon. Ừ, ăn là định thức mà. Cắp cá nè. Không có uống gì. Con đi vô lấy nước đi.
Trời ơi, nãy giờ nóng tha được nồi lửa cạnh nữa mà. Nó chơi đi. Sương ơi, để tôi trái xài, tôi kết thúc chương trình rồi. Sương, để giùm tôi trái xài rồi. Ở đây đó. Trời ơi. Trái nhỏ cậu ơi. Thôi ơi, trái nhỏ cậu. Ăn được, để anh để trái bự ở chỗ này cho. Được rồi. Ngon cái lóc ngon à. Nhiều món quá. Cái này gì ta? Thịt xà mắm guốc. Mắm guốc trộn với thịt cũng được. Nhiều món quá. Còn này là lẩu lẩu hến. Đinh có mắm tắt không cậu cái con? Mắm tắt màu đỏ không cậu? Kết thúc chương trình mình ăn tráng miệng nha. Trái xoài. Đó, cái bự ăn nó vừa khẩm. Ừ. Em thấy thèm, miệng có thèm không? Ngon. Ủa sao bà sắp thịt gì vậy bà? Hồi tắt điện thoại chứ là bye bye, như lần tắt thì cậu con.